quay trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc mọi người một ngày đầu tuần thật là nhiều năng lượng. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người một video giới thiệu về một dòng sản phẩm không kém phần hot của Kia. Vào những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2020 tại Hàn Quốc, hãng xe Kia đã chính thức giới thiệu mẫu xe Kia Soul 2021. Mạnh mẽ, tân tiến, tiện lợi và đẳng cấp, được thiết kế kết hợp với những công nghệ cao từ những sản phẩm của ngành hàng không. Em xin mời mọi người sẽ cùng vào phần tiếp theo của video để tìm hiểu chi tiết của sản phẩm. Về phần ngoại thất của xe, thiết kế kết hợp với những công nghệ cao mạnh mẽ từ những sản phẩm của ngành hàng không, nhìn tổng quan bên hông xe giúp chúng ta liên tưởng tới mình đang đứng gần chiếc phi cơ mini, cùng với sự nổi bật của dải đèn hậu LED bao trùm toàn bộ phía sau xe. Đèn pha được sử dụng LED toàn phần, cặp đèn pha không quá lớn nhưng với sự kết hợp sử dụng LED giúp độ ánh sáng của đèn đạt đến ánh sáng tuyệt vời. Dải LED mỏng kéo dài liền hai đèn, một thiết kế mới của hãng Kia trong lần này. Cặp đèn gầm đặt phía dưới đèn pha hốc sâu trên lưới tản nhiệt, kiểu thiết kế này đang là hướng thiết kế của các hãng xe cho các mẫu xe của mình trong năm 2021. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng đan lưới tổ ong chính giữa đặt tên xe Soul. Phía trên là một đường mạ chrome bao quanh lưới tản nhiệt tạo nên sự nổi bật của lưới tản nhiệt. Trên nắp capo rộng rãi phía lớn là chiếc logo của hãng. Bộ mâm xe được thiết kế hình chữ V kế tiếp liền nhau với hợp kim tổng hợp. Bộ mâm xe có thể 17 inch hoặc 18 inch tùy từng phiên bản của xe. Ở gương xe có đèn xi nhan báo rẽ, gương gập chỉnh điện tích hợp tự động sấy. Đứng từ xa nhìn tổng thể của xe, điểm nổi bật của chiếc xe không chỉ là một chiếc xe vuông vắn, cùng với đó là sự nhấn mạnh của cặp đèn pha LED trải dài lối hai bên. Song song với đó là cặp đèn hậu cũng trải dài và lối hai bên bao trùm toàn bộ phía sau xe. Tay cửa phía ngoài mạ chrome làm nổi bật rõ ràng bên hông xe hai bên. Với tay lắm cửa mạ chrome, nó không bị phụ thuộc vào màu xe. Ngược lại, xe càng tối màu sẽ càng làm nổi bật được tay lắm cửa. Một đường gân dập nổi hai bên trải dài từ đầu thân xe tới cuối. Bước vào trong xe, khoảng không gian nội thất không khỏi làm người dùng ngỡ ngàng. Với sự tân tiến hiện đại, tông màu đen tạo lên sự sang trọng. Màn hình cảm ứng 10.25 inch, phía dưới màn hình có hai lúm điều chỉnh cơ cùng với các nút điều chỉnh âm thanh, bản đồ, giải trí và cài đặt các chương trình. Hệ thống giải trí có kết hợp với Apple CarPlay cùng Android Auto. Phía sau cụm vô lăng là bảng đồng hồ táp lô. Cụm vô lăng ba chấu được tích hợp với rất nhiều chức năng vô cùng tiện lợi, có thể kể đến như đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh cùng nhiều chức năng khác. Bộ âm thanh được làm nổi bật với dạng đèn nét tâm trạng vui, buồn và trầm. Động cơ của nó tích hợp 204 mã lực, hộp số tự động 7 cấp. Về chế độ an toàn của xe, xe không chỉ hỗ trợ phanh ABS các túi khí mà còn có cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo làn đường, khởi hành ngang dốc và một trong những công nghệ hiện đại được ứng dụng trên xe Soul 2021 đó là công nghệ HUD. Đây là một công nghệ hiển thị trên kính chắn gió, hiển thị thông tin cảnh báo dự phòng trên kính lái. Hệ thống điều hòa của xe tự động, ghế có sưởi và thông hơi. Hệ thống loa cao cấp Crown, khoảng không gian rộng rãi giúp lái xe có tầm nhìn mở rộng. Khi đi xa, chúng ta có thể gập hàng ghế sau giúp gia tăng diện tích chứa đồ. Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, có thể nói đây là một chiếc xe được ứng dụng rất nhiều công nghệ cao của ngành hàng không. Em hy vọng những chia sẻ ở trên sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe này. Hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hãng chưa chính thức công bố thì sẽ ra mắt giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và xin chào.